Qua Kiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con nha. Xin chúc bà con có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Hôm nay em có làm cái clip để giới thiệu cho bà con cái lô vàng hường đọt xanh. Con trang vàng hường đọt xanh và Mỹ Cam. Trong đó thì vàng hường đọt xanh là cây cao bình quân khoảng 1 mét. Nhà bà con cây nào cái nấy cũng tốt, xanh tươi tốt, đẹp hết. Húng đọt xanh rất đẹp, nhiều chồi. Đó, đây là vàng hường đọt xanh. Quy cách của em là em xuất cái lô vàng hường đọt xanh cao tầm 1 mét. Em báo giá trực tiếp trên clip luôn là 280.000 không bao ship. 280.000 một cây không bao ship. Hoặc là nếu mà bà con muốn bao ship thì em lấy là 320.000. Tại vì cái này em bấn có bầu đất các bà con. Và bầu đất thì muốn bầu đất nó quá gọn thì cây nhiều khi mình sợ nó mất sức. Bầu đất thì nó cũng phải vừa phải để về cây nó phát triển liền luôn. Cây nó cái bầu đất nó còn đủ dinh dưỡng để mà nuôi cây. Thì để gửi đi cây nó an toàn cho bà con, em bấn cái bầu đất cũng vừa phải. Thành ra là nó nặng. Nó nặng thì tiền ship nó cũng khá khá. Thành ra là em bán là giá 280.000 một cây là không bao ship cho vàng hường đọt xanh. Nhưng mà nếu mà bà con muốn bao ship luôn á, thì em tính 40.000 thôi. Đó, nó hơn 40.000 nhưng mà em lấy 40.000 có nghĩa là 320.000 một cây bao ship. Thì lỗ thì em bù. Cái phần tiền ship đó nó cơ hao hơn 40.000 thì em bù chứ không phải lỗ. Bán thì cũng phải có lời rồi, không phải lỗ. Đó, em đi dài dài em quay cho bà con coi. À, cây quay gần gần mấy cây trước mắt cho bà con coi nữa. Đấy, siêu dẻo để nửa sửa lại thì xuất lô cao 1 mét nha bà con. Còn cây nào mà mới trồng thấp quá thì cái đó là coi chơi thôi chứ đâu có bán được. À, cao gì không đó. Đây nè, em quay ba bên bốn phía bà con coi, nhiều lắm. Nói xa xa nó nhiều lắm thì quay cái gần cho mình dễ thấy đi. Đây mặt bông của anh ta đây. Đó. Đây. Bông quá đẹp hả bà con. Thì trong đó có xen vô là Mỹ Cam nha bà con. Mỹ Cam quy cách em là bán cây cao bình quân là 5 tấc. 5 tấc là 50 cm đó bà con. Giá thì 180.000 em cũng không bao ship. Nếu bao ship thì em thêm vô 40.000 là ra 220. Thì bà con muốn bao ship thì em lấy 220 tới nơi khỏi trả thêm tiền gì. Còn nếu mà lấy giá 180 thì tiền phí bên bưu điện họ thu, em không có can dự vô. Thì em cũng nói gọi với bà con coi là bà con nghe là do là cái bầu đất em bứng nó vừa phải. Quá nhẹ để tiền ship nó rẻ thì cũng dễ thôi, nhưng mà cây đi sợ nó mất sức. Cho nên bứng cũng phải vừa phải, còn quá nặng thì tiền ship nó quá nặng cho bà con. Nên em canh me cho bầu đất nó vừa phải thôi. Thì nếu mà bán bao ship á, thì em cộng vô 40.000 cho mỗi một ca một cây. Thì bà con thấy được thì ủng hộ em cái kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang. Em mời bà con bấm vô đăng ký cái kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang, sau đó mình bấm vô cái chuông báo hiệu là để cho biết là cái kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang có đăng clip mới. Khi em đăng clip mới thì nó sẽ thông báo liền, thông báo qua một thông báo ở kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang vừa đăng một clip mới, để bà con tiện bề theo dõi cái clip bán hàng của em cũng như là mấy cái clip chia sẻ những cái gì đẹp em quay được ở ngoài đời á, ngoài xã hội. Mà đa số em quay cây kiển mà, tại vì em thích bên cây kiển, hoa lan và cây kiển là cái mà em thích. Đó, em quay Mỹ Cam bà con coi nè. Cái bông này tự bằng bàn tay em à, cặp lè luôn. Đó, đúng quy cách khoảng 5 tấc. Đo thử 1 gan là 2 gan nè, 2 gan rưỡi thì bình quân khoảng 5 tấc. 1 gan mình nó khoảng 2 tấc. Mỹ Cam vàng hường. Đó, bà con có ủng hộ em thì liên hệ với em số điện thoại 0798 716 145. Còn anh em nào muốn mua lô để mà mua số nhiều để bán lại thì cũng bóc điện thoại lên gọi số điện thoại 0798 716 145 gặp trực tiếp em để thương lượng cái giá. Đương nhiên nó sẽ mềm hơn để mình mua đi bán lại mà. Chứ không lẽ mua cái giá em nêu ra hồi nãy rồi mình bán lại nữa ai đâu mua. Tao biết giá của em mà, em nêu giá trực tiếp trên clip rồi.
muốn mua sỉ thì liên hệ với em sẽ cung cấp cái giá sỉ cho mình. Còn mua lẻ thì như em báo rồi, dàn hường cao 1 mét, giá 280, không bao ship, nếu bao ship 320. Mỹ cam cao 5 tấc, giá 180, không bao ship, nếu bao ship giá 220. Đi vòng vòng cái vườn mận tre em quay cho bà con coi. Quay mình cũng có thực tế, bên cạnh đó thì em cũng có bán cây giống cho bà con. Giới thiệu với bà con luôn rồi, cái giống của em hiện giờ là số lượng rất nhiều luôn. Mua để bán lại thì liên hệ với em luôn, số điện thoại em vừa nêu hồi nãy, để mà mình mua bán lại có giá tốt. Còn mua lẻ thì em sẽ bán giá là 25.000 một cây bao ship toàn quốc nha bà con. Giá 25.000 một cây bao ship toàn quốc, Mỹ cam vàng hường số lượng cực lớn, sẵn vài ngàn là bình thường đó bà con. Anh em nào mà có muốn mua để mà làm chai giống mà bán lại thì cứ liên hệ em. Em bán lại giá mềm cho. Còn giá lẻ em báo trực tiếp đến bà con trên clip luôn, là 25.000 một cây bao ship. Này Mỹ cam mới trồng được ít tháng, nó còn nhỏ mà nó cho bông đẹp quá nè bà con. Cam được gỡ luôn. Đó. Này không bấm gì lên nét. Màu ưng ý. À, quay hơi ngược nắng nhưng mà đứng ở đây là cuối bờ, quay lại là bốn bờ nha bà con. Bốn bờ nó giờ cao thấy rõ bốn bờ. Số lượng cực nhiều luôn nha bà con. Mỹ cam nó hơi ít hơn vàng hường. Vàng hường thì nhiều lắm. Vàng hường mà quy cách 1 mét là thì thôi luôn, bứng thoải mái luôn. Bứng trực bà con mà ưng ý gọi cho em rồi thì em ra chọn cây đẹp, em bứng trực tiếp giao cho bà con. Chứ không có phải là bứng trước quay từ từ. Nhiều khi người ta nói cây này để lâu quay bán ế rồi nó mới bán cho mình, nó si. Cái này không, của em là bứng trực tiếp vô đóng gói liền giao đi. Với cái bộ đất em bứng cũng vừa phải thì cây là trong tầm 10 ngày trở lại là vẫn ok bình thường, xanh tươi tốt. Nhưng mà em gửi đi qua bưu điện thì không có ai mà tới 10 ngày mới tới nơi. Tới 10 ngày khách cũng không có muốn lấy đâu. Bưu điện làm ăn vậy thì khỏi, chia tay luôn. Giao phải nhanh cho người ta để mà người ta còn ủng hộ của mình. Mình thường thì cũng khoảng cho tối đa là 5 ngày trở lại. Đây là mấy cây mỹ hồng, ủa hồng phấn với lại chăn trắng lá chung. Hai loại này là cùng lá chung thôi nhưng mà chỉ khác màu thôi. Quá đẹp. Mỹ cam cây ba lớn chưa được 5 tấc nữa, chỗ 2 bông. Rồi thôi em cũng xin đến đây, em cũng xin tạm dừng cái clip. Thì em chúc bà con có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Bà con ai có ủng hộ cái kênh của em thì em mời bấm vô đăng ký cái kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang, sau đó mình bấm vào cái chuông để cho nó có cái dấu hiệu là rung lên hai bên đó, là như vậy là đã đăng ký kênh em và sẽ nhận được cái thông báo khi em có quay clip mới. Còn bà con ai có muốn mua hàng của em vừa giới thiệu thì liên hệ số điện thoại 0798716145, em tên Vĩnh ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi số điện thoại đó cũng là Zalo luôn, bà con không có tiện gọi điện thoại thì cứ nhắn tin Zalo cho em vẫn trả lời bình thường. Rồi em xin cảm ơn và kính chào.